为星妻子，什么呼叫圣极有吗？纵发世上更多再见，俗世纷争不如食尽已分裂，挽手飞奔沧海上九天，一缕正气冠于琥珀月，划破纷天激发豪气张狂澜，要把星空清洗四海中，回复朗一的自觉自然，用我心中一滴血洗净明月。Người âm lên đường, người dương lánh mặt. Người âm lên đường, người dương lánh mặt. Người âm lên đường, người dương... sao lại như vậy? Nếu mà trời vẫn không chịu tối, thật không biết làm sao. Ba ngày trời nắng, ban đêm cũng nắng, nước trong hồ đều khô cạn hết rồi, mùa màng khô héo. Hơ, đạo lão già tới rồi. Chuyện này quan hệ trọng đại, lão phu chỉ có thể cố hết sức, nhưng thành công hay thất bại thì phải xem ý trời. Đạo lão gia, có phải do trấn chúng ta làm bích lòng ông trời nên mới giáng tội như vậy không? Cho nên bây giờ mới không phân ngày phân đêm. Theo lão phu biết, đều là do con người làm nhiều tội lỗi, tà khí lấp đầy trần gian, khiến cho thiên ma có cơ hội thi triển ma pháp, hướng dẫn nguồn yêu khí này xông lên thiên đình, làm cho thiên đình có một lỗ hổng. Lỗ hổng sao? Không có lỗ hổng, phải làm sao đây? Đúng rồi, phải làm sao đây? Cũng chính vì vậy mà âm dương điên đảo, ngày đêm bất phân. Bây giờ chỉ còn cách mọi người đồng tâm hiệp lực, thành tâm cầu khẩn xin ông trời dùng vô thượng thần quy lấp đầy lỗ hổng. Làm như vậy mới điều hòa âm dương, đưa màn đêm trở lại.
Pháp ma, dương ma, âm ma cùng lên ma tôn đắc diện. Thiên đạo hỗn loạn, âm dương nghịch chuyển, để xem đám thần tiên các ngươi còn cách nào nữa. Khởi bẩm ma tôn, đám thần tiên đó đang tìm cách giá lại thanh thiên. Hả? Có chuyện như vậy sao? Phải. Xin ma tôn cho phép thuộc hạ cùng âm ma, dương ma đi phá thành thiên. Không cần. Xin ma tôn chỉ dạy. Tiền mà tạm giới. Từ lúc khai thiên lập địa đến nay tranh chấp không ngừng. Hai bên nước hẹn, cứ 100 năm sẽ cử đại diện ra quyết chiến tại nhân gian. Trước đây chúng ta đều thua nhiều thắng ít. 20 năm nữa sẽ đến kỳ hẹn đại chiến trăm năm. Nhưng tới bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được người đại diện thích hợp để quyết tử chiến với đại diện của tiền giới. Bây giờ đám thần tiên đang dốc toàn lực giá trời sẽ là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Thuộc hạ ngu muội, xin ba tôn chỉ dạy. Đạo tiên của đứa con tên Tiểu Nhật, nó đã được chọn làm đại tiên của tiền giới. Ta muốn mượn thời cơ tốt này dùng ba pháp vô thượng làm cho thê tử của hắn mang thai của ta. Rồi 20 năm sau nó sẽ đại diện ma giới quyết chiến. Đến lúc đó, để hai huynh đệ chúng nó đấu đá lẫn nhau, làm trái thiên lý, thiên đạo sẽ tự khắc sụp đổ, nhân gian sẽ do ma giới thống trị. Phu nhân, mời dùng trà. Đã khuya rồi, muội vào ngủ trước đi. Trời cứ sáng mãi như vậy, muội cũng không ngủ được nữa. Hy vọng lần này lão gia lập đàn làm phép, có thể cảm động ông trời, giá được trời xanh. Nếu không thì sẽ không còn ngày nào được yên ổn nữa. Tiểu Mai, em bồng thiếu gia vào phòng cho nó ngủ trước đi. Dạ. Đừng khóc nữa. Ngoan nha. Đừng khóc, đừng thiếu khóc. Thiếu gia đừng khóc. Ngoan nữa. Ngoan con. Ngoan đi, mình đi ngủ nha. Đạo lão gia, lần này không biết phải đa tạ ngài thế nào nữa. Ngài đã cứu tất cả chúng tôi đúng rồi. Đúng đó, đúng đó, phải đó. Quá. Phải, phải. Phải đó, đại lão gia. Nhờ ngài mà trời tối trở lại, nếu không chúng tôi thì không biết sống làm sao đây nữa. Dạ phải, dạ phải. Lần này để nhờ chúng ta đồng tâm hiệp lực, khiến ông trời cảm động, giúp ta giá lại thanh thiên thoát khỏi kiếp nạn. Đây không phải là công lao của mình ta. Đạo lão gia, ngài khiêm tốn quá rồi. Phải đó. Mọi người nên khấu tạ thánh thần mới phải. Dạ đúng, dạ đúng. Nè nè nè, chúng ta mau quỳ lại tạ ơn thánh thần đi, mau lên, mau lên. Tạ thánh thần đi. Đa tạ thánh thần. Đa tạ thánh thần. Đa tạ thánh thần. Ủa, đạo lão gia, 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 đ
ra. Đâu mất rồi. Đâu mất rồi. Lão gia ơi, có chuyện rồi. Có chuyện gì? Hồi nãy nô tỳ nghe tiếng thiếu gia cứ khóc hoài nên mới vào phòng xem sao, thì nhìn thấy phu nhân nằm ngất xỉu rồi lão gia ơi. Bây giờ phu nhân thế nào rồi? Dạ bây giờ phu nhân đã tỉnh rồi à. Hả? Phu nhân nàng không sao chứ? Chúc mừng lão gia đã thành công. Tại sao đột nhiên phu nhân ngất xỉu vậy? Xin lão gia đừng lo, tiểu mai quá khẩn trương đó thôi. Có lẽ gần đây làm việc vất vả lại ngủ không ngon giấc nên gió lạnh vừa thổi là ngất xỉu. À, để ta thử xem. Con à. Sao hả lão gia? Này, cha ấm con nha. Con sắp có đệ đệ rồi, nín đi nào. Phu nhân à, sau này nàng phải ăn nhiều một chút, đừng vất vả quá. Dượng à. Dạ. Gần tới giờ rồi, mau mời Lý đại nương tới đây. Dạ biết rồi lão gia. Lão gia, phu nhân mời ngài vào. À, phu nhân. Lão gia. Nàng yên tâm, ta đã căn dặn người hầu chuẩn bị thỏa đáng rồi. Lý đại nương cũng sắp tới rồi. Lão gia, ông đoán xem là trai hay gái? Thiên cơ bất khả lộ, một canh giờ sau phu nhân sẽ biết thôi. Là trai hay gái, ta đều thích như nhau. Lão gia, vậy lão gia đặt tên cho con trước đi. À, tiểu Nhật sinh vào ngày ngọ nên đặt tên là Nhật. Hôm nay 15 tháng giêng trăng tròn, hay gọi nó là Tiểu Nguyệt đi. Miếng ngọc bội này ta đã chuẩn bị để lại cho Tiểu Nguyệt. Tân chủ nhân của Ma Cung hôm nay sẽ chào đời. Cung kính tân chủ nhân Ma Cung chào đời. Cung kính tân chủ nhân Ma Cung chào đời. Phu nhân, nàng thấy sao? Lão gia, thiếp nghĩ chắc Tiểu Nguyệt sắp sửa chào đời. Phu nhân phải cố lên, Lý đại nương sắp tới rồi. Lão gia, phu nhân, Lý đại nương tới rồi. Dạ, Lý đại nương. Đại lão gia, mau đi nấu nước đi. Đạo phu nhân à. Đau quá. Phu nhân sắp sinh rồi, đại lão gia ông hãy lánh mặt một chút đi ha. Làm phiền bà. Phu nhân à, ráng lên, ráng lên. Đừng có sợ, sắp ra rồi, đừng có sợ, sắp ra rồi. Ráng lên đi phu nhân. Ráng lên, ráng lên. Đừng sợ, đừng sợ. Đau quá. Sắp ra rồi, đừng sợ. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân. Ma Tôn, trả con lại cho ta. Nó không phải là con của ngươi. Ta đã dùng ma pháp vô thượng đưa ma thai vào trong bụng của vợ ngươi. Bây giờ xin đưa nó đi. 20 năm sau, nó sẽ đại diện ma giới cùng quyết sinh tử với con của ngươi, đạo Tiểu Nhật.
Đừng giở trò với ta. Nếu cô gan, hãy ra quyết sinh tử với ta. Đạo Bán Tiên, thiên đừng có lối không đi, địa ngục không cửa người lại chui vào. Dùng bạn con chết, con sẽ không thể để cho ngươi được siêu sinh. Ta không ngờ mà tôn ta lại thảm bại như vậy, không thể siêu sinh được. Chết rồi. Tiểu Nhật, Tiểu Nhật, Tiểu Nhật, Tiểu Nhật, Tiểu Nhật, Tiểu Nhật. Khởi bẩm Ma Tôn, phải làm cách nào mới cứu được Ma Tôn đây. Thật ra không có cách nào đâu. Ta dùng truyền tâm chỉ thuật gọi các người tới đây là muốn các ngươi sớm truyền ma pháp cho Nguyệt Nhi. Chờ 20 năm sau, đến ngày đại chiến, thiên đạo rối loạn thì ta có cơ hội thoát thân. Khởi bẩm Ma Tôn, chúng thuộc hạ không biết Nguyệt Nhi bị mất tích khi nào. Cái gì? Nguyệt Nhi mất tích rồi à? Bằng mọi cách phải tìm nó về đây cho ta. Dạ. Tiểu Nhật,
Tiểu Nhật à. Tỷ không tin là không tìm được hai đệ đó. Nè, hai đứa tưởng rằng tỷ sẽ không tìm được hai đứa hay sao? Khôn hồn thì mau bước ra đây cho tỷ, nhanh lên đi nha. Vẫn không chịu ra có phải không? Không cho các đệ nếm mùi lợi hại thì các người không biết sợ là gì mà. Muốn giết người hả? Nếu không làm như vậy hai đệ chịu xuất hiện hay sao chứ? Tiểu Nhật, là Tiểu Nguyệt kêu đệ đi trốn có phải không? Không phải, là hai đứa đệ muốn vậy đó. Là tỷ ép tụi đệ đó. Nè, tỷ ép tụi đệ thế nào chứ? Bộ không phải sao, đi đâu cũng không cho. Khó khăn lắm mới xuống núi chơi được. Cho đệ đi bữa đi mà. Nè, là tỷ lo cho hai đệ chứ bộ. Mẹ nói là những người dưới núi đều rất là nham hiểm và xảo quyệt, hám tiền hám lợi, không có tỷ coi chừng hai đệ sẽ bị người ta gạt hết đó, có biết chưa? Tụi đệ đâu có tiền bạc gì đâu, lừa cả tụi đệ làm gì? Có lừa cũng lừa tỷ thôi, kiều tỷ xinh đẹp như hoa vậy. Tất nhiên rồi, nhưng mà tỷ thông minh hơn hai đứa, không ai lừa được tỷ đâu. Nếu vậy thì tốt rồi, bây giờ chúng ta dẫn quà nhau, tỷ đi mua đồ của tỷ, tụi đệ đi chơi xung quanh, hai canh giờ sau gặp nhau ở đây có được không? Không được, tỷ là trưởng bối phải lo cho hai đệ chứ, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao nói với mẹ được đây? Bây giờ quay về sao? Dù sao bà cũng bế quan còn mấy ngày nữa mà, tỷ cho tụi đệ đi chơi cho biết đi. Tỷ đã nói là không được mà. Hai đệ đó nha, lúc đầu đã nói rõ chỉ đi xuống chơi một lát thôi, tỷ mới đồng ý cho hai đứa đi theo. Bây giờ lại muốn đổi ý nữa đó hả? Dạ. Còn không chịu đi hả? Đi, phải đi chứ. Tiểu Nhật, Tiểu Nguyệt, lại trốn nữa hả? Lần này mà để tỷ bắt được các đệ sẽ biết tay tỷ. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Xin lỗi nha Kiều tỷ, tụi đệ cũng không muốn đâu. Nè, hai đứa bay thả ta xuống không? Nếu không ta sẽ nói với mẹ các người ăn hiếp tỷ đó. Thả tỷ xuống hả? Từ đầu tỷ đồng ý cho tụi đệ thì đâu cần phải làm như vậy chứ. Tụi đệ cũng đâu muốn trèo tỷ lên. Bây giờ cho tỷ một cơ hội, tỷ có tham gia cùng tụi đệ hay không? Tỷ có tham gia không? Không tham gia. Tốt, có chi khí. Tạm biệt tỷ nha. Nè, đừng có đi mà. Tỷ mà bắt được hai đệ sẽ biết tay đó. Thả ta ra. Cái này mới đẹp nè. Để đói bụng chưa? Đói xong rồi, cả ngày chưa ăn gì hết trơn. Ê, để coi, trên tay thằng nhóc đó đang cầm cái gì kìa, màu đỏ đỏ đó. Ờ, nó đang liếm gì vậy ta? Ta chỉ thấy qua ải xanh cạnh trắng đậu hũ nhưng chưa từng thấy qua cái này, không biết là cái gì nữa. Nhìn cũng ngon quá ta. Ê, Tiểu Đệ Đệ. Đệ Đệ. Tiểu Đệ Đệ. Đệ Đệ. Đi mà. Đệ à, Đệ. Đừng một chút đệ. Coi. Đệ, đừng đi, đừng đi, đừng đi, đừng đi. Làm như vậy trả cho đệ. Qua. Trả cho đệ. Ngọt quá. Là gì vậy? Là cái gì vậy? Trả cho đệ. Trời ơi, đệ, đừng có khóc mà. Ừ, mấy quân đâu có làm đâu sao khóc dữ vậy. Ăn giờ á. Nè. Nè. Hai đứa to lớn như vậy mà còn ăn hiếp con nít sao hả?
Hai đứa bay ăn mày hả? Sao không hiếp con nít vậy? Mà sao nó vậy vậy chứ? Tôi đổ ăn mà, tôi hỏi thôi mà. Nó nói như vậy đúng không? Chạy 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 gì vậy? Để con cười nữa. Hay mình về núi đi. Trở về cũng sẽ bị la, không về cũng sẽ bị la. Nhưng về làm gì chứ? Huynh cũng muốn vậy nhưng mà bây giờ bụng huynh đói quá trời. Biết vậy hồi nãy lấy cho rồi, không nói cũng bị người ta nói giật đồ. Để nói vậy không có đúng. Huynh nhớ bà có nói, phải có làm thì mới có ăn. Nhất là giật đồ của con nít, thất đức lắm đó. Ông định tự nhẫn. Ông trời ơi, tại sao tôi muốn chăm bẩm cho tôi chết chứ? Là vì ông trời có đức hiếu sinh. Sao ông lại nhất thời nông nổi không muốn sống nữa chứ? Hai người là ai vậy? Tôi là Nguyệt. Tôi là Nhật. Chúng tôi tới đây để cứu ông đó. Hồi nãy cái ghế của ta. Chuyện nhỏ thôi mà. Thần tiên, hãy cứu giúp dùm, hãy cứu giúp dùm. Thần tiên hãy cứu giúp dùm, hãy cứu giúp dùm đi. Cứu giúp tôi đi. Thần tiên, chính là Đỗ Phường này nè. Tụi nó lừa hết tiền của tôi, còn bắt luôn cả con gái của tôi nữa. Được, tụi nó lừa bao nhiêu, tôi lấy lại hết. Tụi mình chưa chơi qua lần nào có được không vậy? Lão bá đã nói rõ ràng rồi, chỉ có lớn nhỏ và coi điểm thôi. Quên chơi coi điểm, để thì coi lớn nhỏ. Hai vị là thằng tên thiệt hả? Muốn gặp tiền dễ vậy sao? Tôi nói rồi, tôi có thông thiện nhãn, quên ấy có ban trận thuật. Chúng tôi cũng là thanh niên như mọi người mà thôi. Vậy là quyền hai vị rồi. Tôi chỉ muốn cứu con gái của tôi thôi. Còn ngân lượng con nhiều bỏ hết đi. Tôi trên thầy tôi không dám cờ bạc nữa. Ân đức của hai vị tôi sẽ ghi làm tạc giả, ghi nhớ suốt đời. Được rồi, được rồi. Mai mốt ông nhớ làm người cho đàng hoàng là được rồi. Đừng nói nữa, hết giờ rồi, tiền vốn đâu? Dạ cái gì? Tôi còn bao nhiêu đây thôi. Sao nhiều quá vậy? Đặt vô nha. Trời ơi, chút xíu vậy, chút xíu vậy. Mở đi, đừng có nói nhiều nữa. Khui đi. Nè, đặt xong rút tay ra. Khui đi, khui đi. 4, 4, 5 13 điểm tay. Mau chung tiền lại đi. Hay thiệt đó. Đặt 4. Đặt xong rút tay ra nha. Đặt xong rút tay ra. Trời ơi, cho tôi đặt chơi. Khui đi. Nhanh lên. Khui đi. Wow. Ra đi. Bốn điểm xẻo. Trời ơi, sao mà thu dữ vậy không biết đó. Trời ơi. Hai vị sao rồi hả? Đi theo chúng tôi. Dạ. Đây là tiền của ông bị tụi nó lừa gạt nè. Cái này là tiền thắng, thuộc về ông luôn. Chúng tôi lấy một ít đủ rồi. Cổ trù hết sao? Đa tạ. Ông hãy đi chùa con gái của ông về trước đi. Rồi về quê mua một miếng đất để trồng trọt trọt. Đừng có cờ bạc nữa nha. Tôi sẽ không bao giờ cờ bạc nữa, không bao giờ chơi nữa đâu. Đa tạ hai vị nhiều. Đúng là thần tiên rồi. Thần tiên hiển linh. Bà thường dạy chúng ta hành hiệp trượng nghĩa. Thì ra là cũng có lý. Có lý cái gì chứ, được quên hết rồi. Hồi nãy mình đã giúp ông lão đó, cảm thấy rất là vui. Nè, ổng khen quân có vài câu đã cảm thấy trong người lâng lâng rồi hả? Ổng coi tụi mình là thần tiên sống đó, vui thiệt luôn. Trời ơi, gì vậy trời, nhìn bên kia có gì vui vui kìa. Báo cáo gì vậy? Phải ăn vậy không? Hiểu gì? Gì vậy? Các người không biết sao? Thái tử đang mắc bệnh rất kỳ lạ. Triều đình ra cáo thị tìm người có đạo hạnh cao chữa trị cho thái tử đó.
Nếu người nào mà chữa được á, sẽ thăng quan phát tài. Tránh ra. Không được xé. Đạo sĩ lỗi, ngươi không được xé nha. Không lẽ để ngươi xé đi? Đúng vậy, bệnh của thái tử chỉ có đạo sĩ lỗi ta mới chữa được. Nhảm nhí. Ê, vị gì đạo trưởng đừng giành nhau. Trong tay của các vị là cáo thị, vậy hai vị đều có thể nhập cung chữa trị cho thái tử mà. Để nghe nói hoàng cung là nơi đẹp nhất, với lại muốn gặp hoàng đế cũng không phải là dễ đâu. Để muốn đi coi thử cho biết với người ta. Nghe nói chúng ta đều không biết cách chữa bệnh, làm sao vô? Nghe đồn để có cách đó. Hay vậy đi, chúng ta đua coi ai có thể vào được hoàng cung. Đệ thua chắc rồi, huynh đương nhiên sẽ đua với đệ. Vậy gặp tại hoàng cung nha. Bái kiến đạo trưởng lõm. Ngươi là ai vậy? Ai quen biết ngươi? Không quen cũng không sao, bây giờ ta tự giới thiệu ha. Tiểu đệ đây, tên là Tiểu Nhật. Biết đạo trưởng võ công cao cường, tiếng tâm lừng lẫy, nên muốn theo đạo trưởng học nghề. Ta với ngươi không có duyên. Không có duyên thì làm cho có cũng được mà. Ngươi muốn học nghề hả? Vậy mỗi tháng phải đưa cho ta 100 lượng. Nhìn bộ dạng của ngươi, ngươi mà học được cái gì? Nhưng mà tiểu đệ đây thật lòng muốn bái sư học đạo. Vậy ăn uống bằng gì? Uống rượu bằng gì? Không có tiền thì đừng có làm phiền ta nghe không? Nếu không ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại á. Nếu đạo trưởng không chịu nhận tiểu đệ làm đệ tử, tôi sẽ không đi đâu hết. Hay không cho ngươi biết chút lợi hại, ngươi không có sợ ta mà. Không hổ cút mau, nếu không ngươi sẽ biết tay ta. A cha, không đi nữa hả? Vậy ta sẽ dùng tuyệt chiêu định thân pháp cho ngươi đứng đây 3 ngày 3 đêm. Đi đi. Chết rồi đạo trưởng ơi. Lúc nãy đạo trưởng đâu có dùng định thân pháp đâu, mà là đồng bộ đại pháp đó. Đồng bộ đại pháp. Sư phụ dừng lại đi, tôi chịu hết nổi rồi, mau giải cho tôi đi. Giải pháp hả? Hồi nãy kêu ngươi đi ngươi không chịu đi, bây giờ trừng phạt ngươi đó. Sư phụ. Ê, ông mập này tại sao làm bộ không trả lời vậy? Ê nè, ta đâu có quen biết ngươi nhận ông không phải đạo sĩ lồi sao? Ê, phải rồi, không sai, ta lên lồi đó. Có phước lắm rồi, vì Nguyệt thiếu hiệp nổi tiếng thiên hạ muốn bái sư với ông đó. Ông mau quỳ xuống bái tạ đi. Ta đâu có biết ngươi. Nguyệt thiếu hiệp cái gì, ta đâu có quen biết. Vậy bây giờ ông nhìn cho thật kỹ nha. Nè. Ấy trời ơi, cái tên này, ngươi mà là Nguyệt thiếu hiệp đó hả? Ăn mặc rách rưới giống như tên ăn mày vậy, còn nói là Nguyệt thiếu hiệp nổi tiếng thiên hạ cái gì? Ê, thiệt. Hey, chuyện tốt quá chừng. Đệ tử giỏi như vậy ông không chịu nhận sao? Ê nè, bỏ tay xuống đi nha, nếu không ta không khách sáo à. Ông làm mất cơ hội tốt của chừng hối hận đó nghe. Ta hối hận hả? Trừ phi trời sập xuống. Đi đi thằng ăn mày. Nè, các người là ai? Sao dám xâm nhập vào hoàng cung? Tôi là đạo sĩ Lõm, tới đây để chữa trị cho thái tử nè. Đây là cáo thị. Dạ phải, tôi là đệ tử của đạo trưởng Lõm. Mời hai vị theo tôi. Ê, chờ tôi với. Tôi là đạo sĩ Lồi, đến đây chữa trị cho thái tử nè. Có cáo thị hay không? Ê, có. Ê. Nè, không có cáo thị đừng có giả mạo nghe chưa. Ai nói không có chứ. Tôi là đệ tử của đạo sĩ Lồi, tên là Tiểu Nguyệt đây. Sư phụ, cáo thị ở đây, đệ tử đem tới cho sư phụ nè. Còn không mau đưa đây. Vậy mời các vị theo tôi. Bái kiến hoàng thượng. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Hoàng thúc phải thay mặt trẫm nói cho họ nghe đi. Tuân lệnh. Nhị vị đạo trưởng, gần đây thái tử mắc chứng bệnh kỳ lạ, lúc bệnh lúc khỏi, đã dùng đủ các loại thuốc nhưng vẫn không cách nào trị được, cho nên mới dán cáo thị, hy vọng có thể tìm được kỳ năng dị sĩ trong thiên hạ chữa bệnh cho thái tử. Nếu như nhị vị đạo trưởng đã xé cáo thị, vậy thì làm phiền hai vị rồi. Bấm vương gia, bần đạo vừa vào cung đã phát hiện yêu khí tràn ngập hoàng cung. Bệnh của thái tử chắc là do luồng khí yêu này gây ra. Theo ngụ ý của bần đạo nên lập tức lập vàng làm phép, tìm ra yêu khí là gì, trừ khử yêu khí thì bệnh của thái tử sẽ khỏi.
À đúng rồi đúng đó, yêu khí ở hoàng cung rất là nặng luôn đó nghe. Phải tìm ra yêu khí trước rồi mới trị bệnh cho thái tử được đó thưa hoàng thượng. Thật vậy sao? Người đâu? Dẫn hai vị đạo trưởng này lập đàn. Dạ. Đúng rồi, hoàng cung đẹp ghê. Này, khi nãy người nói trúng đồng bộ đại pháp của ta, mà sao bây giờ ngươi lại nhìn trái, nhìn phải, nhìn trời, nhìn đất làm gì? Sư phụ à, quá giờ rồi nên tự động giải pháp thôi, hả? Thiệt không đó? Được rồi. Ê, chào tao chơi. Ê, tụi mình thật sự chuẩn bị vô thái tử sao? Tụi mình chỉ vào đi chơi thôi đó. Ê, đi. Chà, là hồ cá. Là hồ tắm. Cái hồ lớn vậy để tắm thôi hả? Hoàng đế biết hưởng thụ quá trời ha. Đời người có được bao nhiêu năm chứ, hưởng thụ được thì cứ hưởng thụ. Xuống đi. Đã quá. Nhiều quá đi. Ở đây bơi được luôn đó. Mát quá. Ồ, mát hồ quá. Lớn như vậy chắc không chỉ có hoàng đế tắm đâu, chứ còn có hả nhiều cung nữ phi tử xinh đẹp tắm chung nữa. Vậy thì huynh không biết. Đã quá. À, có người tới. Trời, đẹp quá. Xin lỗi, chúng tôi không cố ý. Thì ra là công chúa ở trong đây. Nô tỳ không biết công chúa tắm hầu hạ chậm trễ, xin công chúa trách phạt. Ta ở đây một mình được rồi, các ngươi ra ngoài đi, ra ngoài đi. Dạ công chúa. Công chúa hồi cung. Hả? Sao bỏ vậy? Bên này. Bái kiến công chúa. Đây chắc không phải là phòng công chúa đâu hả? Đừng có nói nhiều, kiếm chỗ trốn. Chỗ này. Chỗ này. Bên này. Cháu con ngoan nha. Lúc nãy chơi mệt rồi hả? Bây giờ ngồi nghỉ nha. Ta ra ngoài một chút rồi về ngay, biết chưa hả? Ngoan đó, chờ ta nha. Bái kiến công chúa. Xin công chúa đừng trách. Hai người các ngươi mạo phạm bổn công chúa có biết tội gì không? Là tội chết đó. Không nghiêm trọng vậy chứ. Xin công chúa tha mạng. Xin công chúa tha mạng. Hai tên này mạo phạm bổn công chúa, lôi ra ngoài trảm thủ. Trảm thủ cũng mai. Tức là chém đầu đó. Chém đầu hả?
片望见只得满家宴差一点欠一点没有同伴两并肩山千片树千片独对小溪扮鬼脸差一点欠一点没有同伴笑着牵终有天尽如愿让我跟你互相见天改变地改变梦也仿佛尽改变真一点美一点唯有同伴两并肩终有天尽如愿让我跟你互相见相嬉戏共欢笑闷气此刻尽飞远亲一点近一点拥有而做新一天差一点欠一点没有同伴两并肩山千片树千片独对小溪扮鬼脸差一点欠一点没有同伴笑着牵终有天尽如愿让我跟你互相见